Mình là Phương, da của mình khá là khô và bị xịt màu nên là các bác sĩ ở Suli Beauty đã tư vấn cho mình phương pháp điện di căng bóng trắng sáng. Trong quá trình làm thì mình cảm thấy rất là thoải mái, nhân viên thì chu đáo, nhiệt tình, không gian ở đây thì khá là hiện đại và nhẹ nhàng. Sau khi làm xong thì mình cảm thấy là da đã được cải thiện rõ rệt hơn, căng bóng và trắng sáng hơn, mình cảm thấy rất là thoải mái.